Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Mạnh Toàn, mã số sinh viên 18146232. Hôm nay mình xin trình bày nguyên lý của 16 con led và 10 chu trình của nó.
sau khi vẽ xong thì mình đã khắc phục lỗi ở bên này và mình vẽ thêm một hai cái tu, ba cái tu và một đoạn reset 1R2 để hoàn thiện bài. Rồi tiếp theo mình sẽ tới bước là viết code. Đây. Đây là để tiết kiệm thời gian mình đã viết đánh code trước khi làm. Đây. Bắt đầu thì những cái bước này thì chúng ta kê khai ra. Rồi chúng ta khai báo biến các thứ, rồi chúng ta lập từng mạng chạy cho nó. Đây. Đây mình có 10 chu trình chạy. Chu trình đầu tiên là sáng dần. Sáng dần từ sang phải, sáng xen ké sang sang phải, rồi xen ké sang trái, rồi sáng dịch sang phải, rồi sáng dịch về phía bên trái, rồi tắt dần từ phía bên phải, sáng dần từ phía bên trái, rồi sáng dồn sang bên phải, tắt dồn sang bên phải và sáng dồn sang bên trái, tắt dồn sang bên trái, rồi tắt dần sang bên trái, sáng dần trái ra ngoài, tắt dần từ trái ra ngoài, sáng dần từ trái ra ngoài. Đây những cái code của mình đây. Rồi có gì các bạn tham khảo qua code của mình đây, mình chỉ cho các bạn coi. Đây, sáng dần từ giữa sang hai bên. Đây, sáng dần từ phải sang trái. Để các bạn nhìn rõ hơn đây. Đây, sáng nhanh dần đều, tắt nhanh dần đều. Rồi qua bài bài có của chúng ta đây. Rồi thì tôi coi lại 10 bước, 10 chương trình, 16 led và 10 chu trình đếm, 10 chu trình chạy của nó.
Đây kết thúc là phần, đây là phần có của mình. Các bạn ấn nút reset đây thì nó sẽ ngừng tất cả hoạt động chương trình lại. Ấn thì nó sẽ chạy.